chú hỏi nè. Hello. Rồi mình ở đây từ xuống xe cho tới lên xe là cho 20 phút đi. Đó, bà con mình tham quan rồi chờ chụp hình. À, lên sớm thì xe đi sớm. Nè, đó vô quảng trường. Khu này rộng như cái quảng trường gì đó, rồi mình tham quan mình ngắm cái cách kiến trúc người ta. Nhờ vô làm quay cái cây. Rồi, hiện tại là đoàn đang có mặt tại khu phố Phương Đông nha, của Winwooder. Mô hình kiến trúc ảnh hưởng từ kiến trúc của Phương Đông, rất là đẹp nha. Vô đây là quạch trắng. Chụp không, hai anh em lại đây chụp, lại đây đứng chụp. Đừng nói ngày mai, bây giờ đi chơi bây giờ đi, đừng hỏi ngày mai hoài tôi quánh. Nửa người hả? Đồng ý hả? Không biết cách để làm gì vậy đó. Cách để chụp hình. Nhào vô liền, ơi ơi, nhào vô, người ta đi xa, nhào vô liền. Ha ha.
Chú này được à? Mà không thấy thằng gia thầy giáo hòa gì làm xe lâu rồi thấy đường sâm tiêu hòa trong chính hội á có chơi nó có còn không xe lâu ở đó hết cái nước lâu dạ rồi mình đi lên cầu Kiến luôn nè bà con đó. Cầu này nó khác đâu cầu Kiến mỗi cây nó khác nhau. Nó không à chứ phải tụi mình tụi nước ngoài ừ, dân ở đây ngoài thì nhắc không đen được. Nè giờ đứng đây nè, đứng đây là căng xe thường là chụp hình nè à. Rồi cầm nó tay hai ba đó thì cũng biết đi đi thuyền thôi chứ cũng biết thuyền gì dạ, dòng sông Quyền sông Ý nè dạ. Dạ. Đứng qua cái dù này chụp lấy cầu này đẹp nè. Dạ. Dù này lên. Lên 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 lên. Rồi hai. Cái mới khinh luôn nè mỗi cái cây trời lính đi chậu này nè làm chụp lên lấy cái cầu luôn ở đây là cái sân này buổi tối đi coi nhặt nước nè đó nhặt nước ở đây đi 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 dạ không biết cái gì nữa mà cổ xứ Kiên Giang này nó nhiều lắm nó giống như cái bông màu hoàng yến như mình vậy đó. Cái bông cũng giống vậy luôn nhưng mà cái thanh gỗ mà bông nó bung rời dạ dạ cánh nó to hơn cái cánh nó dày hơn đó bây giờ nó bắt đầu nó đi dạo cho mình mượn cái chụp hình mình muốn chụp hình với nó mình làm xin chụp hình à giờ đi xuống hầm em cho mượn chụp hình mê rồi. Đâu có chứ chín giờ rưỡi lên ở lên đời đang cho mình chụp hình ra yeah, còn nhiều kiểu rồi nhiều điểm nữa rồi đi đi đi. Rồi đợi mình đi ra nha.
Rồi đâu mà kia ra. Lên đây nè. Lên trên còn chụp nhiều view nữa. Rồi, tiến tới lại cái gì, chụp cái nè. Nhìn đây nè. Rồi, tiếp. Rồi, đứng đây chụp qua đó đẹp lắm. Đứng như đó là kiểu đi, anh quay cái này em chưa chụp liền. Hai. Lắp cũng ra lắp. Để tôi mệt quá, kêu không nghe. Thôi đi lẹ cái xe đi. À, mình đi trong xuyên vô lòng luôn nha. Xuyên trong nhà luôn. Mình đi xuyên vô nhà luôn. Dạ. Đi qua bển. Đặt cái kỷ lục Guinness luôn mà. Rồi đứng lại. Rồi đi ra ngoài luôn. Lại đây là cổng chánh nè. Chụp cổng chánh nè. Chụp cổng chánh nè. Giờ anh quên nè. Em anh. Nó nguyên dạ. Cay nó mới ngon. Mà chị không cay thì chị ăn cái cay xích lên nó tạch. Dạ. À, bà ơi, nếu mà nghe mùi cá bị chửi rồi. Ta đang ăn lạnh cho đừng tăng chứ chưa. Mùi đồ ra mùi cá, ăn cá sống mà đòi còn mùi cá nữa. Cá đó là mình chỉ ăn sống thôi.
Còn chị món ăn chính là chị nhúng vô nước canh hả? Nước lẩu vậy chị nhúng vô giấy là liền chứ không hả? Nó gà. Dạ. Sát canh vô. Ẩm ướp lại lại. Chứ không thôi mình ăn đâu được. Mắm ngon không? Ngon hả? Bên Hà Tiên thấy gì? Bên Hà Tiên thấy gì? Bên Hà Tiên nha. Bên Hà Tiên nha. Còn hai là bên Phú Quốc. À chưa, cũng bên Phú Quốc nha. Dạ. Còn bàn bên đây. Tôi nói điện thoại nghĩ mà tôi chết hả? Đâu? Đâu? Quên rồi. Nó có gì đâu ăn? Nó có gì đâu không? Thịt xíu giống như nhum gì đó. Mày cũng ăn luôn.
Mà thám bằng bẻ qua đem bán ăn cục. Rồi này đẹp này. Là ép lại hả? Mi cầm cái nói dài lắm, tôi cầm cái này nó cũng là mi cầm. Đồ phòng không tay này. Này sớm à, sớm à, em không có à, mấy cây bách sa này hay nè chị. Đó. Dạ dạ ờ đó. Con hình như cũng 30 cái gì à. Thế đó. Đó, mua thì có 30. 180.